Càng đến những ngày giáp Tết, trên khắp con phố Sài Gòn lại thêm nhộn nhịp. Kẻ về quê, người ở lại, những người ở lại không vì thế mà nhớ quê mà buồn, mà họ vẫn có những cái Tết ấm áp bên người thân, gia đình mình tại Sài Gòn. Bắt đầu từ ngày 23 âm lịch, nhiều chợ hoa Tết được mở ra để phục vụ người dân, có rất nhiều loại hoa đa dạng như mai, đào, cúc, vàng thơm, mỗi cây mỗi vẻ đẹp nhưng đều có ý nghĩa mang lại một năm mới tươi tắn, đẹp, khởi sắc từ những bông hoa này. Dạo quanh một chợ hoa dành cho công nhân ở Sài Gòn, ở khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, hàng nghìn chậu hoa các loại được bày bán trên một con đường nhỏ dài khoảng 500m. Những bông hoa san sát nhau khoe sắc, trong đó chuộng bán nhất vẫn là những gốc mai có giá từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Chợ hoa Tết ở khu nghiệp Vĩnh Lộc được mở ra hàng năm với giá bán khá rẻ, hàng hóa lại đa dạng, đa phần là các loại hoa được tìm từ nhiều tỉnh thành khác nhau, trong đó đa số ở các tỉnh miền Tây lên. Chợ hoa Tết truyền thống như này, nó không chỉ gợi lên cho chúng ta một cảm giác hoài niệm về Tết, nó không chỉ gợi lên cho chúng ta một cảm giác hoài niệm về Tết quê hương, mà còn mang lại chúng ta một cảm giác thanh bình mến lạ lùng giữa chốn phố thị chen ngang.